Câu hỏi thứ 16. Xin cho biết, có bao nhiêu hệ tư tưởng chính yếu trong Đạo Phật? Câu hỏi này rất bao quát, vì trên thực tế, trong Đạo Phật có hai phạm trù tư tưởng, tạm phân biệt như vậy. Thứ nhất là lịch sử tư tưởng của các nhà Phật học, đặc biệt là viện sĩ Hàn Lâm Viện Theodore Shabatsky. Năm 1866-1942, đã phân định dựa theo các thời kỳ phát triển của lịch sử, hay còn gọi là lịch sử phân kỳ Phật giáo, và thứ hai là lịch sử tư tưởng các tông phái Phật giáo. Đối với phạm trù thứ hai, tức lịch sử tư tưởng của các tông phái trong Phật giáo, bạn cần có thời gian để đi vào nghiên cứu từng tông phái một, chẳng hạn như Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Thiên Tài Tông, v.v. Ví dụ, riêng nền Phật học Trung Hoa có ít nhất 10 tông phái khác nhau, và mỗi tông phái đều có tư tưởng và con đường tu tập chuyên môn. Đối với phạm trù thứ nhất, tức lịch sử tư tưởng Phật giáo, chúng ta có thể chia thành hai hệ thống tư tưởng bao quát và xuyên suốt như sau. Thứ nhất, tư tưởng Phật giáo thời Nguyên Thủy, và thứ hai, tư tưởng Phật giáo thời phát triển. Tư tưởng Phật giáo thời Nguyên Thủy được xây dựng trên nền tảng của giáo lý duyên khởi, vô ngã do chính Đức Phật dạy sau khi Ngài thành tựu quả vị giác ngộ tối hậu. Nội dung chính của giáo lý này nói rằng tất cả các pháp có mặt trong ba cõi, dục giới, cõi sắc giới và vô sắc giới đều là sản phẩm của nghìn trùng nhân duyên. Chúng có mặt theo thể thức sinh thành, tồn tại, biến đổi và tan hoại, thành trụ hoại không, hoặc theo dòng sinh khởi, hiện trụ, biến chuyển và đoạn diệt, sinh trụ, dị diệt của tâm thức. Cứ như thế, các pháp thuộc về tâm lý và vật lý sinh và diệt, tùy thuận, các nhân duyên theo từng chu kỳ, gọi là vòng luân hồi. Do vậy, những gì có mặt trong nguyên lý duyên khởi đều vô thường và không hề có một bản ngã cá biệt hiện hữu một cách độc lập và vĩnh hằng. Đây là chân lý thực sự mà Đức Phật bảo, dầu Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, thì nó vẫn như thế. Dựa trên nền tảng tư tưởng này, người Phật tử xây dựng một nhân sinh quan cho đời sống tu tập của chính mình. Đấy là đời sống vô ngã, giải thoát, mục tiêu cuối cùng. Tư tưởng Phật giáo thời phát triển được hình thành với hai hệ thống nổi bật, đó là Trung Quán và Duy Thức. Cả hai hệ thống tư tưởng này đều có liên hệ chặt chẽ với giáo lý duyên khởi. Hay nói khác đi, cả hai hệ tư tưởng này đều được xây dựng trên nền tảng của duyên khởi. Tuy nhiên, mỗi hệ tư tưởng đều có khái niệm và diễn giải đặc thù. Tư tưởng Trung Quán xiển dương học thuyết về tánh không, trong khi Duy Thức nhấn mạnh đến khái niệm tàng thức. Ở đây, học thuyết về tánh không nỗ lực giải minh rằng tự tính của các pháp là vô ngã, không có thực thể. Chúng là sự tự thành của nhiều nhân duyên, do đó khi thể nhập tánh không, hành giả đồng thời thể nhập thực tại vô ngã. Bạn nên nhớ rằng khái niệm tánh không vốn không phải là một phạm trù đối lập giữa có và không. Trái lại, chính nó là thực tại chân nguyên. Vì vậy, trong ngôn ngữ kinh điển của Phật giáo phát triển, tánh không là từ đồng nghĩa với Niết Bàn. Đối với triết học Duy Thức, khái niệm tàng thức, một học thuyết trọng yếu của hệ tư tưởng này, chỉ ra rằng tất cả khổ đau hay hạnh phúc đều là sản phẩm của tâm phân biệt giữa ngã và pháp. Và sự phân biệt này là căn của phiền não, sinh tử, luân hồi. Do vậy, khi tu tập, hành giả phải rửa sạch mọi chấp thủ về tự ngã, cái tôi, cái của tôi và cái tự ngã của tôi, để trở về với tâm thức thanh tịnh, bản nguyên vốn không phân biệt. Từ đây cho thấy rằng, điểm nhất quán trong giáo lý của Phật giáo, dầu nguyên thủy hay phát triển, đều chú trọng đến việc gội sạch tâm tham ái và chấp thủ để đạt đến cảnh giới giải thoát thực tại. Đấy là cảnh giới của thực tại vô ngã Niết Bàn. Câu hỏi thứ 17. Vậy niềm tin căn bản trong Đạo Phật là gì? Người Phật tử được khuyến khích đặt trọn niềm tin vào ba ngôi Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng và các lời dạy chánh pháp của Đức Phật được trình bày trong giáo lý về bốn chân lý. Nói một cách bình dị hơn,
người Phật tử cần phải tin vào các đạo lý căn bản được triển khai từ bốn chân lý. Đó là nhân, quả, nghiệp, báo, và nhất là tin vào khả năng giác ngộ, giải thoát của chính mình. Vì lẽ, nếu bạn tự thân không tu tập, cải thiện những tâm thức và hành động xấu ác của mình, thì bạn vẫn phải tiếp tục gánh chịu khổ đau. Ngược lại, nếu bạn nỗ lực tu tập chánh pháp, thì bạn sẽ được an lạc giải thoát tùy theo trình độ thực tập của mình. Các đạo lý căn bản của đời sống này giúp cho chúng ta tránh xa các việc ác, làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch để có một cuộc sống an lạc, hạnh phúc, và xa hơn là chuyển hóa dòng nghiệp của đời này và đời sau. Câu hỏi thứ 18. Thế nào là nhân quả và nghiệp báo? Nhân quả và nghiệp báo là hai vấn đề gắn liền với đời sống thực tế của con người. Nó cũng được xem là lý do hiện hữu của con người trong vòng luân hồi tái sinh. Nói một cách ngắn gọn, nhân là nguyên nhân hay là nguyên động lực dẫn đến một kết quả cụ thể, và quả là kết cuộc được chín mùi, được hình thành từ các nguyên nhân. Bạn có thể hiểu mối liên hệ của nhân quả trong sự tương quan của một hành động, chẳng hạn như ăn thì no hay thức khuya thì buồn ngủ. Nhân quả là một định luật bù trừ mang tính cách khách quan, nhưng tác động của nó luôn được chi phối bởi các yếu tố tâm lý. Trái lại, nghiệp mang ý nghĩa thiện ác của một hành động được phát sinh từ tâm, mà chúng ta thường gọi là nghiệp thiện, tốt, và nghiệp bất thiện, không tốt. Nhân quả và nghiệp có quan hệ chặt chẽ với nhau, hay nói khác đi, nghiệp chính là dòng vận hành của nhân quả, mà ở đó tâm thức bao giờ cũng là nền tảng cho mọi sự sinh khởi và đoạn diệt. Do vậy, dòng năng lượng của tâm chính là đời sống của nghiệp. Tâm tốt sẽ tạo thành nghiệp tốt, và tâm xấu sẽ tạo thành nghiệp xấu. Vì thế, để có một cuộc sống an lạc hạnh phúc cho chính bản thân, bạn phải gieo nhân lành thông qua ba nghiệp của tự thân và phát triển những năng lượng trong sáng và lành mạnh của tâm thức. Đạo Phật dạy rằng, một người biết tu tập phải luôn luôn phát triển bốn tâm cao quý vô lượng, đó là từ loving kindness, be compassion, hỷ joyfulness, và xả equanimity. Câu hỏi thứ 19. Ba nghiệp là gì? Ba nghiệp là thân, miệng và ý. Thân và miệng thuộc về vật lý, ý thuộc về tâm lý. Tuy nhiên, chính ý hay còn gọi là tâm thức là yếu tố quyết định để tạo thành nghiệp. Nhất thiết duy tâm tạo. Một hành động tự nhiên của thân thể như đi đứng nằm ngồi không thể tạo thành nghiệp, trừ phi hành động được điều động bởi tâm thức, tức là một hành động có chủ ý. Volitional action. Vì thế, ba nghiệp thân, khẩu và ý được Đức Phật phân chia cụ thể thành 10 loại nghiệp căn bản như sau. Thân nghiệp có 3 loại: sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Thứ hai, khẩu nghiệp có 4 loại: nói dối, nói hai lưỡi, nói thêu dệt, nói lời xấu ác. Thứ ba, ý nghiệp có 3 loại: tham lam, bỏng sẻn, sân hận, thù oán, tà kiến, cố chấp. Đấy là 10 bất thiện nghiệp căn bản. Chúng là nguyên nhân chính đưa đẩy chúng sinh trôi dạt trong 6 nẻo luân hồi. Câu hỏi thứ 20. Thế nào là luân hồi? Luân hồi, tiếng Sanskrit gọi là samsara, có nghĩa là sống và chết theo chu kỳ của từng kiếp sống nối tiếp nhau liên tục như một cái bánh xe quay vòng tròn. Circle of life, không ngừng. Tuy nhiên, trong đạo Phật, khái niệm luân hồi được chỉ rõ cho sự trôi lăn của một chúng sinh trong 3 cõi, 6 đường, tam giới, lục đạo, đó là